Sáng rồi hả? Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ta? Hình như là ngày 5 thì phải. Thôi ngủ tiếp. À, ui, trời ơi, ngày 5 chính là mùng 1. Ờ đúng rồi, đi xin tiền lì xì hết em ơi. Anh Dịch ông Mr. Dịch đâu rồi? Ủa ổng đi đâu mất tiêu ta? Ok là hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yeah. Ok. Thì hôm nay chính là mùng 1 anh em ơi. Ủa mà sao? Ủa? Mùng 1. Ủa mà cái skin của mình nó biến thành cái gì vậy? Hình như đây là một nhân vật anime nào đó thì phải anh em ơi. À mình nhớ rồi, đây chính là nhân vật Sanji trong phim anime One Piece đó anh em. Trời ơi, đây nè, đây chính là đây chính là Sanji nè anh em đó. Trời ơi, hôm nay mặc kệ để cho mình biết thành ai cũng vậy à. Nói chung là bây giờ mình phải đi kiếm đây. Anh Dịch ơi, ủa buổi sáng nhớ là mùng 1 là phải có bánh chưng nè, bánh tét nè, heo quay, gà quay rồi hay là cành bông mai treo trong nhà. Tại sao mà Tết mà không có gì trong nhà hết vậy? Trời ơi trời. Anh Dịch ơi, anh đâu rồi? Ơ, Dịch có trong toilet không? Không có trong toilet luôn trời. Có trong nhà tắm hay Dịch ơi, anh đâu rồi? Dịch ơi, anh có trong đây không Dịch? Ủa, ông Dịch ông đi đâu mất tiêu ta? Trời ơi, đầu năm đầu tháng không thấy ông đâu hết vậy? Cho em xin tiền lì xì Dịch ơi. Rồi là trời, mọi người đi đâu hết rồi? Timmy cũng đi đâu luôn anh em ơi. Trời ơi, Tết nhất đến nơi rồi mà không có gì ở nhà hết vậy? Để coi coi. Ờ, đường xá cũng vắng tanh luôn, mọi người đi chùa hết, đi chơi hết rồi. Trời ơi, buồn quá. Cuộc sống mà. Ôi, trời ơi. Ở chỗ này mới mở một cái tiệm bán heo nè anh em. Wow, trời ơi, mấy con heo con dễ thương quá à. Trời ơi, nhìn mặt kìa, trời ơi. Cái mặt kìa, ôi, cô te phô mê mê. Trời ơi, dễ thương, y như Timmy luôn. À quên, đúng rồi, cái này là bạn của Timmy mà. Trời ơi, à, ôi, ui. À, bác ơi, cho con hỏi chỗ này bác bán heo hả bác? Ôi, mấy con heo dễ thương quá à. Hùi anh em ơi, mình mới nghĩ ý nè anh em. Tại sao mình lại không mua một con heo về để mình nuôi cho nó lớn lên, sau đó mình làm thịt nó để ăn trong ngày mùng 1 Tết nè anh em. Được, được, ok, ý kiến hay, ý kiến hay. À, bác ơi, bác có thể bán cho con một con heo được không bác? Cậu muốn mua heo hả? Được thôi, được thôi. Trời ơi, một con heo với giá một kim cương. À, cậu trả cho tôi một kim cương, tôi sẽ tặng cho cậu một con heo với lại cà rốt để nuôi đó. À, trời ơi, đến một kim cương rồi hả bác? Trời ơi, một con heo này đến một kim cương rồi hả? À, một kim cương, bây giờ mình kiếm đâu ra một kim cương đây? Anh Mr. Dịch, anh đi đâu rồi? Giờ mình không có tiền lì xì. Trời ơi là trời, bây giờ sao ta? À đúng rồi, có cách rồi, bây giờ mình phải về nhà mình kiếm coi ha. Kiếm coi ở nhà mình có cái gì bán hay không để mình bán, mình kiếm tiền mới được. Thôi coi coi. À, cái tivi này là của anh Mr. Vịt, không bán được, hay là bán cái ghế ta? Thôi không được, được, để coi coi. À, có cái gì bán được để có tiền mua con heo không? Bây giờ ở đây mình có được bán bàn phím mà không? Được, được. Ở đây mình có ba cái màn hình nè. À, có hai cái màn hình, một cái màn hình bự, một cái màn hình nhỏ. Hay bây giờ mình bán cái màn hình nhỏ đi ta? Tiếc quá, dàn PC của mình mà giờ chịu, giờ biết sao. Để coi coi, mình chắc là giờ mình sẽ đem cái màn hình nhỏ này đi để mình bán, mình lấy tiền mua một con heo vậy. Ôi trời ơi, ok, mang cái màn hình nhỏ này đi bán cho còn được có màn hình nữa. Thôi đi 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 anh em ơi, đi bán để còn có tiền mua con heo về để nuôi nữa anh em ơi, đi thôi. Ok anh em ơi, thì mình mới vừa bán được cái màn hình của mình và mình đã được một kim cương rồi đây. Trời, mình bán cả cái màn hình được có một viên kim cương à, buồn quá. Ok, giờ biết sao giờ. À, bác ơi, con có được một kim cương nè. Bây giờ con sẽ mua một con heo nha bác. Để coi coi. Cái con này mập nè, mình sẽ lấy con này nha để mình bỏ kim cương vào đây. Và lấy cà rốt nè. Đó. Heo ơi, đi chứ anh nè, đi ra đây đây. Ôi, rồi đóng lại, trời ơi, mua một con thôi, không có mua nhiều được. Đi heo anh nè, trời ơi, heo dễ thương anh em. Ôi, nín đi, nhìn dễ thương quá. Đi heo anh nè, đi anh nè, heo ơi, đi heo anh nè, đi. Đúng rồi, đi heo anh nè. Bây giờ mình sẽ nuôi nó ở đâu ta? Cái trường này nó có một cái sân lớn nè, hay là mình mang cho trong sân trường mình nuôi ta? Chứ nhà mình cũng hẹp quá, không có chỗ nuôi. Được, được, giờ mình sẽ mang cái vô trong cái sân trường mình nuôi nha. Đi đi heo anh, heo, đi. Qua đây con, trời ơi, Sương đi chậm vậy, đi nhanh lên con. Trời ơi, Tết nhất đến nơi rồi. Đi nhanh lên nè, để anh nuôi con lớn, anh còn làm thịt con nè. Đi, qua đây. Ờ, đúng rồi, đi. Đúng rồi, đi qua đây nè, qua đây. Đó, lùi lại nha. Ôi, cái gì? Ôi, mấy anh la vậy, tại sao mấy anh đừng quýnh tôi? Cái thằng ếch con này, mau đi ra chỗ khác chơi. Đây là cái sân trường của tao, không đứa nào được vào đây cả, biến. Hay, mệt thiệt chứ, Tết nhất tới nơi là lại gặp bọn Sủ Nhi. Thôi được rồi, nếu như tụi mày muốn quấy lộn thì ok, Sanji tao đây chắc. Nhào vô. Hay, trời ơi, rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt.
Ta đã nói rồi, đừng có đụng đến Sanji. Một khi mà ta đã giơ cái chân của ta lên á, ta đạp cho vài đạp là coi như là ta nhốt vào trường hết, nghe chưa? Hey, đúng là bọn trẻ trâu ở nhà không chịu đón Tết, đi vô sân trường quậy phá hả? Hey. À, đi heo hai heo con ơi, ok mình sẽ nuôi nó đây nha, nhốt tạm thời, nhốt mấy cái thằng kẻ xấu đó đó đi. Trời này thì Tết nhất đến nơi, không ở nhà chúc Tết ông bà xin tiền lì xì, đi ra đây phá làng phá xóm. Ê, còn con gà đi đến đây làm gì, đi ra chỗ khác. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ làm gì ta, xây một cái chuồng cho bé heo của mình trước đi, để xem coi, để mình kiếm coi trong trong lương có cái đồ gì. Hôm nay mình đã chuẩn bị một ít đồ hôm nay rồi đó, đây chính là đồ của mình chuẩn bị để cho bé heo của mình nè. Mình sẽ xây cho bé heo của mình một cái chuồng, sao nó nuôi bé heo mình lớn đó. Xây một cái chuồng như thế này đó, ok, cái chuồng nhỏ thôi, bé heo của mình cũng có chút xíu à. À bé heo ơi, đi vô đây con, vô đây, đúng rồi, đi vô đây nè, vô đây, bên đây là con, vô đây, đúng rồi, vô đây đó, trời ngoan lắm, ngoan lắm. Rồi ở trong đó nha, ok anh sẽ nuôi con. Để mình xem coi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ làm một cái ruộng, trồng thật là nhiều cà rốt ở kế bên đây để cho bé heo của mình nó ăn. Đào một cái hố đây nè. Để coi coi có cái xẻ, cái sản không, đây cái sản này đó, là một cái, ui cái gì đây, ui coi chừng, rơi xuống dưới con ơi, ui cái gì ạ, ui hình như cái này là lỗi anh em ơi, lỗi game. Trời ơi, mình cứ tưởng là có cái hố, gì dưới đây chứ, trời ơi trời, tưởng bé heo của mình sắp bị rơi xuống nó chết luôn rồi. Ok, trồng cái ruộng cà rốt ở đây nè, có cái hồ cho bé heo tắm này, là có một cái chỗ mọc cà rốt nè đó, bé heo đứng đây đợi xíu nha con. Ok đó, ai mình sẽ nuôi bé heo mình ở đây, hay là tự cho bé heo tắm đi, đi xuống dưới tắm đi con, tắm đi. Ó trời ơi, tắm mát không, trời ơi. Ok, mình sẽ tranh thủ lúc mà bé heo của mình đang tắm này, là mình sẽ đi ra cái ghế đi, mình sẽ ra cái ghế này mình nằm đây mình ngủ một tí để cho bé heo của mình, ừ nó nhìn mình kìa. Hello con, hello, trời ơi. Ok, mình sẽ cho nó, tranh thủ cho nó ở đó để cho mình sẽ làm cái chuồng ở đó để mình nuôi nó. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình nằm mình nghỉ xíu. Hay ở đó nha con, đừng đi đâu hết nha. Hy vọng anh sẽ mau lớn để mình có thức ăn. Đau lưng quá, ngủ thôi. 2000 years later. Ôi mà bây giờ nó cũng lớn rồi nè. Trời ơi, vậy là mình có thể làm thịt nó được rồi anh em ơi, quá đã. Ok, để mình xem nha. Bây giờ mình phải làm cái gì để nướng thịt đi ta. Đúng rồi, trước tiên là mình phải làm một cái nồi, trước đã. Để mình xem coi, một cái nồi phải không? Giờ mình sẽ làm như thế nào ta? Để bốn góc như thế này đi. Cao lên xíu đó, như thế này. Rộng rộng ra xíu, con bé heo thì cũng khá là mập á, trời ơi. Đó, cao như thế này đó. Rồi để xem, ủa có cái khói này nè, cái khói này được nè, mình sẽ dùng cái khói này đó, để xem coi nha. Làm một cái cầu thang cao như thế này đó. Rồi một cục ở đây, đặt vào đây như thế này. Ok rồi, sau đó là mình sẽ đặt cái này vào kiểu dạng một cái thùng đó. Rồi xây rộng như thế này, ok được nè đó. Rồi xây lên như thế này đó, trời ơi game là dễ đó. Xây lên như thế này, trời ơi, được rồi nè, được rồi nè đó, như thế này đi. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào trong đây, đúng rồi, đổ nước vào, ok, có hai thùng nước nè, mình dùng hai thùng nước mình đổ vừa đủ không ta. Để cái xây cái này lên cao cái cho có chỗ leo xuống cho nó dễ coi, trời ơi là trời. Đổ vào đây như thế này, rồi một cái bên đây đó, múc ra nè, đổ vào đây, múc ra, đổ vào đây đó, vậy là có nước cái nè, thấy không đó. Ok bây giờ mình sẽ xuống và dẫn con bé heo lên vô đây nè. Đúng rồi, giỏi lắm, vô đây xíu nữa thôi, đúng rồi, trời ơi giỏi không ôi giỏi vãi trưởng đó. Ở trên đây nha, để anh xem coi bây giờ anh sẽ làm món gì để ngon đây. Để coi, trước tiên là mình sẽ kiểu là mình làm món gì cho nó ngon ta. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ bỏ vào một ít cà rốt nè, đúng rồi, cà rốt đây, heo luộc cà rốt nè, để xuống kiếm thêm có nguyên liệu gì để làm không. Ok anh em, bây giờ sẽ là đến cái công đoạn luộc thịt heo nha anh em. Đó, luộc thịt heo nè, bật lực lửa lên, búp đã, rồi đốt lên đi. Ok bây giờ mình sẽ đứng đây mình chờ cho nó luộc cho chín con heo rồi chúng ta sẽ có thức ăn để ăn Tết. Trời, con heo đứng trên nhìn mình kìa. Ok luộc con heo thôi. Ok anh em ơi, thì từ nãy giờ mình đã dọn ra một cái bàn như thế này ở đây đó, anh em nhìn nè đó, có trước tiên là cơm rang trứng nè đó, rồi coca nè, có sushi nè, rồi có cả trái cây nè, để ăn nữa nè, có cả gà quay nữa nè đó, gà quay ở đây, còn có cả bánh chưng bánh giò nữa, đây có một cái bông hoa mai nữa nè đó. Trời ơi đúng không khí Tết luôn anh em ơi, bây giờ chỉ chờ con heo quay đó là xong. Hình như là tắt lửa rồi, chắc là cũng chín rồi đó, giờ mình sẽ lên mình bắt con heo quay ra nha. Trời ơi, lên đó, đặt ra nè, leo lên đó. Ui trời ơi,
con heo quay, trời ơi, heo quay đến con heo quay nó chín, nó quéo lại còn có cục tí xíu anh em ơi. Ok lấy ra luôn. Ok rồi, đi xuống thôi, đi ăn thôi anh em ơi. Đây bỏ heo quay vào nè, đặt như thế nào ta, đặt đây nè, đó trời ơi, nguyên con heo quay bự thiệt bự luôn. Vậy là chúng ta đã có được một bữa tiệc, trời ơi. Giờ mình sẽ ở đây mình đợi anh Mr. và Timmy với lại Camu đến đây là chúng ta sẽ nhập tiệc đang uống nha anh em. Ok trời, cả một cái bầy thức ăn, đầy đủ đồ ăn luôn. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hỗ trợ kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero của mình, đó chính là anh Mr. và Timmy TV và Camu TV, để subscribe hỗ trợ các thành viên trong team Hero nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.